xâm lược bất thường đánh ta, Trần Bá tiên tướng gian tà, nhân đêm mưa gió úc ta đánh vào, Lý Bí đau yếu quân hao, Triều Triệu quang phục mà trao binh quyền, Dạ Trạch đấm nước dựng lên, xây thành căn cứ trên nền đất cao, xung quanh lau sậy khó vào, giặc lưng trùng điệp ào ào bao vây, mặc cho quân giặc lụa vây, trong đầm ta vẫn kế cải chăn nuôi, làm ra lúa gạo tốt tươi, ba quân phấn khởi tiếng cười vang xa, bao ngày gió rét mưa xa, quân giặc nói là kêu la bệnh tình, bên tàu hắn chạy biến binh, quang phục thừa thế xuất binh đánh liền, giết ngay bộ tướng Bá Tiên, thu về tất cả các miền chất xưa, sang sơn ít nắng lại mưa, từ nay chắc sẽ sớm trưa vững bền.